hiếu cảm động lòng trời. Vào thời xa xưa, có một người tu hành tên là Thiểm Tử. Ông sống cùng với cha mẹ, tu hành ở trong núi sâu. Cha mẹ của ông tuổi đã cao, hai mắt lại bị mù. Thiểm Tử được hiếu thuận với cha mẹ. Ông luôn quan tâm chăm sóc chu đáo cho cha mẹ. Một buổi tối, ông đều thức dậy 3 lần đi đến bên giường của cha mẹ hỏi thăm và vấn an cha mẹ. Ban ngày, ông đi hái trái cây về, dâng lên cho cha mẹ ăn. Sau khi cha mẹ ăn xong, ông mới ăn những phần còn thừa lại. Mỗi lần nghĩ đến hình dáng di chuyển bất tiện của cha mẹ, ông cảm thấy chịu không nổi trong lòng, nghĩ nhất định mình phải để cha mẹ có cuộc sống an nhàn, vui vẻ, đến cuối đời. Một hôm, cha mẹ của ông khát nước, ông lập tức đi đến bên bờ sông để lấy nước. Bên bờ sông có một bầy nai đang quấn quýt bên ông. Đúng lúc đó, quốc vương của nước Ca Di vào núi săn bắn. Xa xa, quốc vương đã nhìn thấy bên dòng suối có một bầy nai đang uống nước. Ông bèn dương cung tên nhắm vào bầy nai. Soạt tiếng mũi tên bay đi. Nhưng không ngờ mũi tên này không bắn trúng bầy nai, mà bắn trúng Thiểm Tử đang mục nước ở giữa bầy nai. Ây, là tên của ai sao mà thâm độc đến như vậy? Tôi muốn chết rồi, cha mẹ tôi phải làm sao đây? Trên ngực của Thiểm Tử bị trúng tên độc, đau đến nỗi ông phải thét lên. Quốc vương nghe thấy tiếng hét dữ dàng, thúc ngựa tiến lên phía trước. Trên ngực trúng tên máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt nước. Quốc vương hoảng hốt lập tức nhảy xuống ngựa, đỡ Thiểm Tử lên và hỏi thăm. Là mũi tên của ta bắn trúng ngươi sao? Ngươi là ai sao lại ở trong núi rừng sâu này vậy? Tôi là con dân của đại dương. Tôi cùng cha mẹ mù lòa tu hành ở trong núi sâu. Sau khi quốc vương nghe xong, vô cùng hối hận. Ta vì săn bắn bầy nai, nhưng không ngờ ta lại ngộ sát người tu hành. Tất cả đều lỗi của ta. Ông vừa xúc động vừa nói, nước mắt chảy lòng ròng. Ta cầu xin ngươi, hãy nói cho ta biết song thân của ngươi đang ở nơi nào. Ta lập tức đến báo cho họ biết sự việc xảy ra ở nơi đây, và đồng thời ta còn muốn được chuộc lỗi với họ. Thiểm Tử lúc này đột nhiên lấy hơi thở. Cách con đường nhỏ này không xa, nơi đó có một ngôi nhà tranh. Cha mẹ già của tôi ở đó, mong đại dương báo cho cha mẹ tôi biết là tôi sắp vĩnh biệt họ rồi. Cầu mong cho họ có sức khỏe sống lâu, vạn lần đừng vì nhớ đến tôi mà đau buồn. Nói xong, Thiểm Tử nước mắt ràn rụa mà ra đi. Quốc vương và các đại thần nhìn thấy sự việc như vậy đều vô cùng đau khổ. Quốc vương cùng đoàn người đi đến nhà của cha mẹ Thiểm Tử. Cha mẹ của ông nghe thấy nhiều tiếng bước chân như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hả? Là ai đến vậy? Phải không vậy? Là ai đến vậy? Quốc vương đến trước mặt của họ và hành lễ nói. Ta là quốc vương của nước Ca Di. Đa tạ quốc vương đại giá quang lâm, mời đại vương ngồi xuống. Con trai của chúng tôi đi lấy nước rồi, một chút nữa nó sẽ trở về. Đợi nó trở về lại, nấu nước tiếp đãi ngài. Đại dương mời ngồi. Quốc vương nhìn thấy họ khi nhắc đến Thiểm Tử, trên gương mặt của họ đầy tình yêu thương, trong lòng không ngăn nổi thương tâm. Lỗi do ta cả, do ta bắn tên trúng con trai của các ngươi. Bây giờ anh ấy đã bị mũi tên độc của ta bắn chết rồi, không trở về được nữa đâu. Cha của Thiểm Tử nghe qua tin này, suýt chút nữa bị bất tỉnh, liền thở già già khóc ròng. Con trai của ta, nó là đứa con hiếu thảo, nhân từ nhất ở trên đời. Nó có tội gì mà quốc vương bắn chết nó như vậy chứ? Quốc vương hối hận liền nói, con trai của các ngươi là người hiền đức nhất trên đời. Anh ta chẳng có tội gì cả. Là do ta khi đi săn bắn không cẩn thận nên bắn trúng anh ấy.
Cha mẹ của Thiểm Tây vừa giờ vết thương của con trai, vừa ngẩng mặt lên trời khóc thống thiết. Các vị thần trên trời ơi, sương thần, thần cây, thần nước ơi, con trai của chúng tôi, con tin tưởng Phật Pháp, hiếu thân, tôn sư, yêu quý tất cả động vật, cỏ cây, hoa lá trong rừng. Như vậy các ông có biết hay không vậy? Sao lại để nó chết như vậy chứ? Tôi xin các ngài hãy cứu lấy nó đi. Tôi xin các ngài hãy cứu lấy nó đi mà. Hãy để cho nó sống lại, tiếp tục hoàn thành việc tu hành của nó đi mà. Niềm tiếc thương con trai của cha mẹ đối với Thiểm Tử đã làm cảm động trời đất. Ngọc Hoàng Đại Đế sống ở Thiên Cung và Tứ Đại Thiên Vương cùng các vị sơn thần, sơn nước cứ ngủ trên mặt đất đều ngồi không yên, vội vàng đến bên Thiểm Tử. Ngọc Hoàng Đại Đế nói với song thân của Thiểm Tử rằng, chúng tôi đều biết đến đức hạnh của Thiểm Tử. Người như vậy thì không thể nào chết được, ta có thể cứu sống được con trai hiếu thảo của các ngươi. Nói xong, Ngọc Hoàng bèn đem ra một viên thần dược cho vào miệng của Thiểm Tử. Không lâu sau, vết thương của Thiểm Tử từ từ khép lại, đôi mắt mở ra, trong chốc lát liền ngồi dậy. Mọi người nhìn thấy điều vui mừng, vừa khóc vừa cười lẫn lộn. Các vị thần nhìn thấy mọi việc đã qua làm xong, các ngài vội vàng cáo từ ra đi. Mọi người vô cùng cảm kích, đều lạy tạ các ngài. Cuối cùng, quốc vương đứng dậy nói với mọi người, Thiểm Tử tánh thọ Phật Pháp, lại có đức hạnh cao nên mới có được như ngày hôm nay. Từ đây về sau, ta ra lệnh cho nhân dân cả nước tánh thọ Phật Pháp cũng giống như là Thiểm Tử hiếu thuận với cha mẹ vậy, yêu thương tất cả chúng sanh vậy. Từ đó nhân dân cả nước Ca Di đều tánh thọ Phật Pháp, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc.
Phật.